BTS Education đã tổ chức ngày hội du học châu Âu, sự kiện đặc biệt quy tụ nhiều đại diện từ các trường đại học danh tiếng châu Âu, thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên và phụ huynh. Tại sự kiện, gần 20 trường đại học uy tín từ Đức, Phần Lan, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Hungary và nhiều quốc gia khác đã mang đến thông tin mới nhất về các chương trình học, học bổng và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Nổi bật là sự góp mặt của Giám đốc Đại học Khoa học ứng dụng Metropolia, chuyên gia cấp cao về giáo dục toàn cầu và hợp tác quốc tế tại Đại học Khoa học ứng dụng Metropolia, đại diện Đại sứ quán Phần Lan tại Singapore, cùng nhiều đại diện đến từ Work in Finland thuộc Business Finland và trường UCAM Tây Ban Nha, chia sẻ chi tiết về môi trường học tập, yêu cầu đầu vào và cơ hội việc làm tại Phần Lan và Tây Ban Nha. Các bạn nên đi du học để có thể có được những cái trải nghiệm tốt và cũng như là tạo được những cái thế mạnh cho cơ hội việc làm trong tương lai. Với các phần tư vấn trực tiếp 1-1, học sinh và phụ huynh không chỉ nhận được tư vấn chi tiết từ các chuyên gia mà còn có cái nhìn rõ hơn về cơ hội du học và việc làm tại châu Âu. Từ thành công của Ngày hội Du học châu Âu 2024, BTS Education hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục ước mơ học tập quốc tế.